Chào mừng các bạn đã trở lại với vũ trụ Man United. Trong video clip lần này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một cầu thủ đang được xem là mục tiêu hàng đầu của Man United. Một cầu thủ đã từng là học trò thân thiết của huấn luyện viên mới được bổ nhiệm của đội chủ sân Old Trafford, Erik ten Hag. Vậy, cầu thủ người Brazil này có điều gì thú vị để khiến cho Man United phải quyết định mang anh về? Do anh phù hợp với chiến thuật của Erik ten Hag hay còn có một lý do nào khác? Dưới đây là câu trả lời của bọn mình. Một câu trả lời sẽ giúp các bạn phần nào hiểu ra được lý do vì sao mà Anthony lại được săn đón nhiều đến vậy bởi bộ phận tuyển trạch của Man United ở thị trường chuyển nhượng mùa hè. Lý lịch trích ngàn. Là nơi trú ngụ của 700.000 con người khác nhau, Osasco, một thành phố thuộc vùng đại Sao Paulo, có mật độ dân số ngang bằng với Tokyo và New York. Khẩu hiệu của thành phố này đó là Earth Labor, trong tiếng Latin có nghĩa là thành phố lao động. Chính tại nơi đây, Anthony Matheus dos Santos của Ajax Amsterdam đã ra đời. Trong cuộc phỏng vấn hồi năm 2020 với cầu thủ người Brazil, tờ The Guardian của nước Anh đã khắc họa rõ nét cuộc sống đầy vất vả của cầu thủ người Brazil. Nếu chúng ta đã từng xem qua bộ phim City of God, một bộ phim của một nhiếp ảnh gia trẻ về đường phố Rio de Janeiro, có lẽ chúng ta sẽ biết được cuộc sống của những đứa trẻ như Anthony, những đứa trẻ sống và lớn lên từ nền bóng đá favela, tức là nền bóng đá ở những xóm liều. Tuy nhiên, đó mới chỉ là một phần rất nhỏ trong bức tranh rộng lớn về favela mà thôi. Trong cuộc phỏng vấn với The Guardian, cầu thủ người Brazil kể rằng anh đã từng chung vai sát cánh với những tay buôn ma túy, từng chứng kiến những cuộc đột kích của cảnh sát, cũng như mượn giày từ cửa hàng giày mà mẹ anh làm việc. Một điều rất khác so với cuộc sống trong nhung lụa của các cậu trai đồng trang lứa ở châu Âu. Ở tuổi 12, anh gia nhập Sao Paulo, nơi mà anh có bản hợp đồng đầu tiên vào tháng 9 năm 2018. Sau năm đó, Anthony thi đấu ở Copinha, giải đấu dành cho mọi lứa tuổi đội trẻ ở khu vực Sao Paulo. Có thể nói đây chính là nơi đã giúp anh xây dựng tiếng tăm của mình. Thực sự, việc trở thành cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu có sự góp mặt của 120 đội bóng khác nhau nhờ thành tích ghi 4 bàn của Anthony là một điều cực kỳ đáng nể. Càng đáng nể hơn khi biết rằng 4 bàn thắng của anh đến được 2 trận đấu cuối cùng của giải đấu. Trong đó, có một cú hat-trick vào lưới của Guarani ở trận bán kết. Anthony từng chia sẻ rằng anh rất biết ơn huấn luyện viên thời đó của Sao Paulo là Fernando Diniz vì đã tin tưởng vào khả năng của anh cũng như trao cho anh sự tự do để áp dụng lối chơi của mình. Nhưng trên hết, niềm tin từ chính bản thân đã giúp anh chuyển đến châu Âu, nơi bóng đá hàng đầu thế giới. Ban đầu, anh được cả Borussia Dortmund và Chelsea quan tâm, nhưng rốt cuộc thì Ajax Amsterdam lại nhanh hơn hai đội bóng còn lại ở thị trường chuyển nhượng mùa đông. Nhờ vậy mà chúng ta biết được một phần nào đó về con người, cũng như những gì mà Anthony đã trải qua trước khi đến được với biển lớn châu Âu. Vậy, anh có những điểm mạnh gì để khiến cho nhiều ông lớn châu Âu săn đón đến vậy? Anh hoạt động ra sao trong sơ đồ của Erik ten Hag khi ông còn dẫn dắt Ajax Amsterdam? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ở phần sau của video. Nếu các bạn cảm thấy video này thực sự hữu ích, hãy subscribe kênh Vũ trụ Man United để được theo dõi nhiều video về các mục tiêu của Man United trong mùa giải tới nhé! Những đặc điểm chiến thuật của Anthony. Khi nhìn vào các băng hình ghi lại những pha bóng của Anthony, chúng ta có thể thấy rằng cầu thủ chạy cánh phải của Ajax có những điểm mạnh về mặt chiến thuật như sau. Đó là khả năng bước tốt và tốc độ cực tốt. Là một cầu thủ có khả năng đi bóng tốt, đặc biệt là ở các tình huống một đối một, khả năng tạt bóng từ các vị trí lùi sâu. Có thể nói cầu thủ người Brazil là một cầu thủ có khả năng sáng tạo cực tốt. Việc anh chuyển đến từ Sao Paulo được coi là để noi gương người đồng hương David Neres cách đó vài năm. Nhưng nếu so sánh về trình độ và kỹ thuật, Anthony có nhiều nét tương đồng với Hakim Ziyech của Chelsea hơn. Thống kê cho thấy, ở 1.200 phút đầu tiên của anh ở giải vô địch quốc gia Hà Lan, cầu thủ người Brazil đã ghi được 8 bàn thắng và kiến tạo được 8 lần. Thành tích đó có thể được coi là tốt nhất với mọi lính mới của giải vô địch quốc gia Hà Lan. Một trong những bí quyết của anh đó chính là cả chân trái khéo léo và sự phù hợp với lối chơi của Ajax. Thông thường, Anthony sẽ án ngự ở khu vực cánh phải sau khi lấy bóng rồi thực hiện một pha ngoặt bóng. Khả năng bước tốc của anh cũng là cực tốt.
Ngoài ra, anh còn có khả năng giữ thăng bằng tốt nhờ sức mạnh của phần dưới cơ thể, qua đó giúp Anthony trụ vững kể cả khi gặp phải những sức ép từ đối phương. Thời còn thi đấu ở Brazil, Anthony dựa nhiều vào sự khéo léo của mình để tạo ra những khoảnh khắc chói sáng. Kể cả khi chuyển đến châu Âu, anh vẫn giữ được sự khéo léo đó. Khi nhìn vào lối chơi của cầu thủ người Brazil, chúng ta có thể thấy rằng dù đã biết tính toán và trưởng thành hơn, Anthony vẫn có thể thực hiện những pha đi bóng đầy ngẫu hứng ở hành lang cánh phải. Ở bất kỳ thời điểm nào, anh cũng có thể thực hiện những đường kiến tạo cực tốt dành cho Lassina Traore và giờ là Sebastian Haller. Khả năng cầm bóng của anh cũng được đánh giá là thượng thừa ở giải vô địch quốc gia Hà Lan. Ngoài ra, anh còn có khả năng vung chân làm sao để cho các đường bóng của mình luôn chính xác nhất có thể. Một thứ vũ khí rất hữu hiệu khi gặp phải các đội bóng có xu hướng vây hãm trong vòng cấm ở các pha phòng ngự hơn là dàn trải đều ra các khu vực khác nhau trên sân. Với một cầu thủ có tốc độ tốt như thế, chúng ta có thể nghĩ rằng anh thường xuyên bám biên. Nhưng khi nhìn vào việc 41 trong số 45 pha dứt điểm của anh tới từ cả chân trái, thì có thể thấy Anthony thường xuyên có những pha ngoặt bóng vào phía trong trung lộ. Ở Ajax Amsterdam, Anthony thường xuyên gặp phải những hàng phòng ngự lùi sâu. Vì vậy, anh thường bị chậm lại một vài nhịp sau khi tranh cướp bóng. Để khắc phục điều này, Anthony đã sử dụng những pha đảo người, cùng với đó là sự năng nổ và kiểm soát tốt của bản thân để giúp anh thoát khỏi được sự đeo bám khi dâng cao vào phần sân của đối phương. Có được nhiều điểm mạnh là thế, nhưng Anthony cũng không phải là không có điểm yếu. Một trong số đó là khả năng chọn vị trí, một điều cũng khá giống với Hakim Ziyech. Nguyên nhân của điều này lại tới từ chính điểm mạnh của anh, đó là sự tự tin vào khả năng sút bóng cực tốt của mình. Nếu có thể cải thiện khả năng chọn vị trí cũng như kỹ càng hơn trong việc ra quyết định, Anthony hoàn toàn có thể ghi được từ 15 cho tới 20 bàn mỗi mùa giải. Kết luận. Như vậy là chúng ta đã biết được khá nhiều điều về Anthony, một mục tiêu lớn của Manchester United ở mùa hè tới. Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều câu hỏi ở phía trước đang chờ đợi ban lãnh đạo Man United cũng như huấn luyện viên Erik ten Hag trong mùa giải tiếp theo. Mùa giải mà huấn luyện viên người Hà Lan sẽ chính thức dẫn dắt Quỷ đỏ thăm Manchester. Ở các video tiếp theo, chúng tôi cũng sẽ tiếp tục làm về những bản hợp đồng tiềm năng của Man United. Vậy, theo bạn, đó sẽ là bản hợp đồng nào? Hãy để lại bình luận bên dưới video để chúng tôi có thể lựa chọn ra một cái tên giàu tiềm năng nhất cho video tiếp theo nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở số tiếp theo của Vũ trụ Man United.